Vâng và đáng chú ý là trong số 999 ca được chữa khỏi tại Việt Nam thì bao gồm có cụ ông từng bị tiên lượng rất nặng và đây được xem là một điểm sáng trong công tác phòng trị COVID-19 tại Việt Nam hiện nay. Cụ thể có 8 bệnh nhân được công bố chữa khỏi bệnh bao gồm 6 bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh là bệnh nhân 1066, bệnh nhân 962, bệnh nhân 1060, bệnh nhân 867, bệnh nhân 1064, bệnh nhân 1065. Trong số các bệnh nhân này có bệnh nhân 867 là bệnh nhân từng tiên lượng nặng được chuyển đến khoa điều trị tích cực. Hình ảnh chụp CT phát hiện bệnh nhân tổn thương phổi rõ, nhiều bệnh nhân đang được thở oxy dòng cao tức phương pháp hỗ trợ hô hấp HFNC. Trước đó, bệnh nhân thường xuyên bị giảm bảo quả oxy SpO2 khi thở, sau khi quá trình điều trị tích cực đã được khỏi bệnh. Bệnh nhân 983 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân 862 tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi.